Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 203 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Lúc bây giờ Kỷ Linh hóa thành hào quang bay ra khỏi phạm vi cấm chế. Bỗng nhiên khí thức của Khổng Tát Đạo Quân tăng vọt, hắn lập tức hóa thành sương mù màu đen. Sương mù màu đen tràn ngập phạm vi cấm chế và quét qua Kỷ Linh ở nơi xa xa. Kỷ Linh đứng giữa không trung nhìn về phía sau, khói đen cuồn cuộn bao phủ Kỷ Linh. Chỉ cần nhìn thấy khói đen kia, nội tâm của Kỷ Linh sinh ra cảm giác bị uy hiếp. Hiện tại không phải thời điểm giao thủ với ngươi đâu, Kỷ Linh nói thầm vung tay lên. Bên cạnh Kỷ Linh xuất hiện tàu cao tốc màu đen, cả tàu cao tốc như mũi kiếm tỏa ra phong mang đáng sợ. Vù vù, Kỷ Linh tiến vào trong tàu cao tốc. Đi, khống chế tàu cao tốc, tàu có tốc độ tăng tốc lên rất nhanh, tốc độ của hắn đạt tới gấp trăm lần tốc độ ánh sáng. Cái gì? Khói đen phía sau mở to mắt nhìn, hắn nhìn vào tàu cao tốc màu đen kia. Thậm chí có tàu cao tốc đạt tới gấp trăm lần cực hạn thiên đạo hay sao? Gấp trăm lần cực hạn thiên đạo, tốc độ này đại biểu cho việc gì đây? Đạo chi thần lôi chỉ có tốc độ gấp 10 lần ánh sáng, đại biểu cực hạn mà sinh tử đạo quân khó có thể vượt qua được. Rất nhiều đạo quân yêu nghiệt ở biên giới hợp đạo cũng không có tốc độ như thế. Như Khổng Tát có tốc độ gấp 30 lần tốc độ ánh sáng, như Lê Tinh Cung Chủ bằng vào thành tựu đạo đao không thể tưởng tượng nổi, dựa vào cảnh giới đạo quân tứ bộ cũng có tốc độ gấp 50 lần tốc độ ánh sáng. Cho dù ở sở trường tốc độ như Lôi Điện Nhất Đạo, Phong Nhất Đạo, Quang Nhất Đạo, cho dù là đạo quân nghịch thiên có tốc độ gấp trăm lần ánh sáng cũng là chuyện khó lường. Muốn siêu việt gấp trăm lần tốc độ ánh sáng ngư, đây là thành tựu không thể tưởng tượng nổi trong phương diện tốc độ. Cần phải biết, pháp bảo phi độn như thế, Kỷ Linh mua sắm đã đại biểu cực hạn của pháp bảo. Pháp bảo có thể bay cực hạn chính là gấp trăm lần. Nhanh hơn nữa sao, phải dựa vào bản thân người tu hành. Phần lớn Vĩnh Hằng Đế Quân cũng không có tốc độ vượt qua gấp trăm lần ánh sáng. Gấp trăm lần tốc độ cực hạn thiên đạo ư? Khổng Tát Đạo Quân thực khiếp sợ, hắn lập tức lao nhanh về phía trước. Rất tốt, xem ra tiểu tử này có không ít bảo vật đâu, còn nhiều bảo bối hơn cả đạo quân tứ bộ. Cần biết, tình báo công khai có thể tra ra được đạo quân tứ bộ chết trong tay Khổng Tát Đạo Quân đã tới 16 người, những người không thể tra chưa tính. Hắn là kẻ ưa thích giết địch đoạt bảo. Có tàu cao tốc như thế, khó trách dám can đảm trực tiếp đi ra, nhưng kinh nghiệm của ngươi quá ít ỏi, Khổng Tát Đạo Quân cười lạnh nói. Khởi. Kỷ Linh khống chế tàu cao tốc bay đi với tốc độ cao nhất, chỉ trong nháy mắt lao ra khỏi thành Thiên Mộc. Bỗng nhiên, lên! Một giọng nói lạnh như băng vang vọng phạm vi ước vạn dặm. Ầm ầm. Từ vài chỗ ở bốn phía xuất hiện trận bàn trên hư không, lập tức tỏa ra hào quang trùng thiên. Chúng kết nối với nhau tạo thành uy năng vô tận, lập tức phong bế phạm vi ước vạn dặm. Cái gì? Kỷ Linh biến sắc. Sương khói màu đen kia ngưng tụ thành màu đen hoa mỹ. Khổng Tát Đạo Quân chính là Khổng Tát Đạo Quân. Khổng Tát Đạo Quân đứng đó cười lạnh. Tiểu tử, ngươi đấu với ta ư? Ta biết rõ thời điểm ngươi đi ra sẽ có chuẩn bị. Ngươi có chuẩn bị ư? Chẳng lẽ ta sẽ không có chuẩn bị sao? Chung quanh thành Thiên Mộc đã bị ta thiết kế 4 trận pháp rồi, mặc kệ ngươi trốn đi hướng nào cũng bị phong bế trong không gian. Không gian ngưng kết, tốc độ của ngươi nhanh hơn nữa cũng không ra được đâu. Ngươi chỉ có con đường chết mà thôi. Kỷ Linh ở trong tàu cao tốc nhìn về phía Khổng Tát Đạo Quân, lúc này cười nhạo. Khổng Tát Đạo Quân, không nghĩ vào thời điểm ta còn trong phạm vi trận pháp bảo vệ đã bất chi bất giác vụng trộm bố trí 4 tòa phong cấm đại trận này. Ta vốn tưởng rằng tiểu tử ngươi sẽ an bài bồi bàn của Phi Vũ Lâu quan sát ngược lại ta, cho nên ta vẫn trông coi ở bên ngoài. Khổng Tát Đạo Quân lắc đầu nói. Đồng thời ta cũng ra lệnh cho đại đệ tử của ta bố trí. Hiện tại xem ra ta đã quá xem trọng ngươi rồi. Ồ, ngươi đúng là chuẩn bị kỹ càng mà. Kỷ Linh lắc đầu. Sao, đến nước này vẫn còn ra vẻ chấn định ư? Khổng Tát Đạo Quân cười lạnh nói. Chịu chết đi. Oanh. Hắn bay thẳng về phía Kỷ Linh, chung quanh tràn ngập khói đen và lao nhanh về phía trước. Hắn nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh bằng Kỷ Linh. Vèo.
Tàu cao tốc màu đen dễ dàng bỏ xa đối thủ. Kỳ Linh lại nói: Khổng Tát đạo quân, tôi đang ở trong phong cấm đại trận của ngươi, ngươi không thể đuổi kịp ta được đâu. Ngươi đuổi theo lâu hơn nữa cũng không làm được gì đâu. Vậy sao? Khổng Tát đạo quân quát to: Đồ Nhi, xuất hiện đi! Xoẹt! Chỉ thấy tại một nơi khác trong phong cấm đại trận, có một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuyên qua phong cấm và hiện ra ngoài. Đó là một nữ tử dị tộc áo xanh. Xung quanh người nàng tràn ngập sương mù màu xanh lá, không gian rung động không nhỏ. Đồ Nhi, ngươi chặn đường ở hướng khác, ta sẽ chặn đường hắn ở hướng bên cạnh, nhất định phải vây khốn hắn tới chết thì thôi. Khổng Tát đạo quân trực tiếp mở miệng lên tiếng, hắn cũng không sợ Kỳ Linh nghe thấy. Vâng, sư tôn. Nữ tử dị tộc áo xanh tuân mệnh. Sao, chặn đường hai mặt ư? Kỳ Linh nhìn sang hai bên, mặc kệ chính mình bay hướng nào cũng bị Khổng Tát đạo quân và đại đệ tử của hắn tiến tới gần. Bọn chúng đang áp xúc không gian của mình. Khổng Tát đạo quân à, Khổng Tát đạo quân, đại đệ tử của ngươi thực lực hơi lợi hại. Nếu như trước khi luyện thành chín đại bí thuật thì ta không làm gì được nàng. Thế nhưng bây giờ trong mắt Kỳ Linh mang theo hàn quang. Vù. Chỉ thấy sương mù màu xanh chung quanh nữ tử dị tộc áo xanh lan xa ra, đồng thời dùng nàng làm trung tâm lan tỏa ra khắp bốn phương tám hướng. Chúng hóa thành pháp bảo dây thừng bao phủ ức vạn dặm. Nàng đang nhanh chóng lao thẳng về phía Kỳ Linh, hiển nhiên muốn nhận mượn nhờ pháp bảo dây thừng tận lực áp xúc không gian của Kỳ Linh. Mà Khổng Tát đạo quân hóa thành hắc ám vô tận, khói đen cuồn cuộn lao thẳng về phía Kỳ Linh. Khổng Tát đạo quân, ngươi cho rằng đại đệ tử của ngươi có thể bắt ta được hay sao? Kỳ Linh lên tiếng nói. Bắt không được, nhưng có thể chế trụ được ngươi đấy. Khổng Tát đạo quân lạnh lùng lên tiếng trả lời. Hôm nay ngươi không có đường để trốn đâu, chỉ có một con đường có thể đi thôi. Nữ tử dị tộc áo xanh có thực lực không tệ, có lẽ tiếp cận Thanh Phong Thánh Chủ. Khổng Tát đạo quân xem ra, cho dù gặp được yêu nghiệt đạo quân nhị bộ, bắt không được chẳng lẽ không thể dây dưa hay sao? Ồ, thật sao? Kỳ Linh lại cười lạnh. Vèo. Tàu cao tốc màu đen bỏ chạy thật nhanh, nhưng lại hữu ý, vô ý tiến tới gần phương hướng của nữ tử dị tộc áo xanh. Khổng Tát đạo quân không cảm thấy kỳ quái, bởi vì Kỳ Linh cuối cùng chỉ có thể tới gần một hướng. Đại đệ tử của hắn cuối cùng có uy hiếp yếu hơn hắn nhiều, Kỳ Linh tới gần bên kia cũng là bình thường. Đồ Nhi, có thể giết thì giết, không thể giết tắc cứ dây dưa, chờ vi sư tới, hắn chỉ có thể mặc cho ta đắn đo mà thôi. Khổng Tát đạo quân truyền âm nói. Đồ Nhi, sao không làm sư tôn thất vọng? Dị tộc nữ tử liền lên tiếng đáp lại. Nữ tử dị tộc nhanh chóng tới gần Kỳ Linh. Vù vù vù. Lúc này pháp bảo dây thừng dài hẹp như đại xà vượt qua hư không, hoặc là quấn quanh, hoặc là quật vây công Kỳ Linh. Kỳ Linh đứng trước tàu cao tốc, hai tay của hắn cầm một kiếm, chỉ thấy kiếm quang chói mắt tung hoành ngàn vạn dặm, va chạm với pháp bảo dây thừng. Đấu cận chiến với Khổng Tát đạo quân, Kỳ Linh tạm thời không có tự đại như vậy. Còn đại đệ tử của hắn ư? Đây là đối thủ tốt, chính mình cận chiến mới là tiềm lực lớn nhất. Chín đại bí thuật bây giờ là càng mạnh hơn nữa. Đáng tiếc chín đại bí thuật đã tu luyện tới đại thành, về sau chỉ có thể tốn tâm tư phối hợp chín đại bí thuật, uy lực tăng lên cũng sẽ không quá khoa trương. Tiểu tử này, Khổng Tát đạo quân ngạc nhiên nhìn ra xa xa. Kiếm thuật thật lợi hại. Khoảng cách giữa Kỳ Linh và nữ tử dị tộc áo xanh càng ngày lại càng gần. Cả hai đang chém giết lẫn nhau. Thậm chí mỗi sợi dây thừng của nữ tử dị tộc áo xanh thu nhỏ chỉ còn phạm vi trăm vạn trượng, uy lực lại tăng lên không ít. Dù sao quá dài uy lực sẽ giảm dần theo khoảng cách. Kỳ Linh cũng xuất ra sáu chuôi thần kiếm, hắn đánh rất thống khoái và chiếm cứ thượng phong. Vậy mà lại mạnh hơn Đồ Nhi của ta một bậc ư? Khổng Tát đạo quân biến sắc, hắn đang gia tốc tiến lên phía trước. Đồ Nhi, cứ dây dưa với hắn đi. Sư tôn yên tâm, tiểu tử này kiếm thuật cực cao, hắn cũng chỉ sàn sàn với con mà thôi. Nữ tử dị tộc áo xanh cũng không muốn nhận thua khi đối mặt với một tên đạo quân nhị bộ. Thời gian trôi qua, nữ tử dị tộc áo xanh trước mặt có thiên hướng âm nhu, giao chiến với nàng làm cho Kỳ Linh cảm ngộ một ít về kiếm đạo âm nhu. Loại chém giết sinh tử này có trợ giúp rất lớn với cảm ngộ kiếm đạo, dễ dàng sinh ra các suy nghĩ khác lạ. Sao? Kỳ Linh lườm liếc phía sau, hắn nhìn thấy khói đen đang lao tới gần mình. Đáng tiếc. Kỳ Linh nhìn nữ tử dị tộc áo xanh trước mặt, hắn cười nói. Còn muốn dây dưa với ngươi một thời gian ngắn, đáng tiếc sư phụ của ngươi lại tới gần rồi. Đúng vậy, đáng tiếc ngươi là đạo quân yêu nghiệt.
Nữ tử dị tộc áo xanh cũng mở miệng trả lời lại: vốn ngươi có thể nhất phi trùng thiên, danh chấn vô tận cương vực, thế nhưng bây giờ phải thân tử đạo tiêu tại đây rồi. Kỳ Linh lắc đầu, bỗng nhiên có tiếng nổ rầm 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 rầm, từng đạo lực lượng cường đại dùng Kỳ Linh làm trung tâm tỏa ra khắp bốn phương tám hướng, mỗi loại mang theo lực lượng không thể tưởng tượng. Đạo quân tứ bộ đụng phải loại nào cũng phải chết ngay lập tức, nhưng bây giờ chín loại lực lượng tung hoành trên không trung, về sau nhanh chóng dây dưa và hóa thành hai đạo kiếm quang chói mắt. Cửu trọng thần hỏa, cửu trọng thần thủy và lực lượng ngũ hành hỗn hợp với nhau, dùng cửu trọng thần thủy thống lĩnh tất cả, thủy lợi vạn vật mà không tranh, nó có tính bao dung vạn vật. Cửu trọng thần lôi, cửu trọng thần phong, cửu trọng thần quang, cửu trọng hư không lại dùng cửu trọng hư không thống lĩnh. Cửu trọng hư không là mạnh nhất trong chiến đại bí thuật, thậm chí nó có thể thống lĩnh 8 loại khác. Hiện tại thống lĩnh 3 loại như cửu trọng thần lôi là quá dễ dàng. Cả hai chúng nó đều hóa thành kiếm quang, hai đạo kiếm quang cực lớn thi triển ra kiếm đạo trung cực, âm dương kiếm ý lĩnh vực. Đây là cái gì vậy? Khổng Tát đạo quân đuổi theo phía sau thấy tiến lên biến sắc. Hắn phát giác lực lượng này rất đáng sợ, hắn không thể nhận ra vì thời gian quá ngắn. Dù sao bí thuật trong vô tận cương vực quá nhiều, hắn cũng chưa từng giao thủ với người tu hành có chín đại bí thuật đại thành. Sao? Sao? Nữ tử dị tộc áo xanh biến sắc và thét lớn: sư tôn, cứu mạng! Không kịp nữa rồi. Kỳ Linh nhìn thẳng vào nữ tử dị tộc áo xanh. Oanh! Hai đạo kiếm quang to lớn hình thành vòng xoáy ngập trời. Vòng xoáy lập tức bao phủ nữ tử dị tộc áo xanh, mặc cho nàng sử dụng pháp bảo dây thừng ngăn cản như thế nào. Chín đại bí thuật tại kiếm đạo trung cực chi âm dương kiếm ý dẫn dắt có uy lực quá mạnh, căn bản không phải nàng có khả năng ngăn cản được. Pháp bảo của nàng tùy ý oanh kích như lục bình trong nước vậy. Mà nữ tử dị tộc áo xanh dốc sức liều mạng thi triển pháp bảo bí thuật muốn kéo dài khoảng cách, đáng tiếc tất cả đều bị oanh phá. Chỉ trong một cái nháy mắt, vòng xoáy khổng lồ đã xoắn giết lên người của nàng. Không! Nữ tử dị tộc áo xanh gào thét không cam lòng. Nàng không cam lòng, tuy sư phụ nàng phi thường ích kỷ và hung ác, vì phát triển nàng không tiếc bái vào làm môn hạ của Khổng Tát, hôm nay càng là thành tựu đạo quân tứ bộ. Tộc quần của nàng còn phải sinh sôi nảy nở, còn phải sinh tồn, nàng không thể chết được, nàng không thể chết được như thế này. Bành! Tất cả thủ đoạn của nàng không thể phản kháng trước lực lượng tuyệt đối. Thủ đoạn của nàng chỉ mạnh hơn đạo quân tứ bộ chút ít mà thôi, căn bản không cách nào chống cự sát chiêu của Kỳ Linh. Thân thể hóa thành từng mảnh nhỏ, trong mắt của nàng xẹt qua một tia thống khổ và tuyệt vọng. Sao? Sau đó nàng sửng sốt, bởi vì thân thể của nàng không tổn hại. Vòng xoáy âm dương kiếm ý vần quanh nàng nhưng không xâm nhập vào, chỉ cần lại xâm nhập thì nàng sẽ chết ngay. Nhanh chóng tiến vào, nếu không ta lấy mạng ngươi. Kỳ Linh ném ra một hồ lô, hồ lô bay tới trước mặt nữ tử dị tộc áo xanh, hấp lực ngập trời bao phủ nữ tử dị tộc áo xanh. Nữ tử dị tộc áo xanh không dám phản kháng, tùy ý Kỳ Linh thu nàng. Kỳ Linh muốn thu nàng, tốt xấu gì cũng không lấy mạng của nàng. Kỳ Linh khẽ vươn tay, hồ lô rơi vào trong tay của hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía Khổng Tát đạo quân đang lao tới. Khổng Tát đạo quân, đại đồ đệ của ngươi rơi vào trong tay của ta rồi. Kỳ Linh mở miệng nói. Đáng chết mà. Sắc mặt Khổng Tát đạo quân âm trầm khó coi. Nhanh chóng thối lui, ta sẽ tha mạng cho đồ đệ của ngươi. Kỳ Linh quát. Thối lui sao? Trong mắt Khổng Tát đạo quân mang theo sát khí càng nồng đậm, quát lên. Không ai có thể uy hiếp được ta cả, chẳng phải chỉ là một đồ đệ thôi sao? Hôm nay Khổng Tát ta nhất định phải lấy mạng của ngươi. Kỳ Linh thấy thế lắc đầu, đúng là một tên điên. Thiên Mộc Tông cho mình tin tức quả không có sai, Khổng Tát đạo quân chính là một kẻ cực kỳ ích kỷ, căn bản sẽ không để ý đến đệ tử, trong lòng của hắn chỉ có chính hắn. Trước kia hắn giết Kỳ Linh không phải vì đau lòng đồ đệ của mình, mà là vì đệ tử của hắn bị giết, tôn nghiêm của hắn bị khiêu khích. Đã như thế cứ chiến đi. Ánh mắt Kỳ Linh mang theo sát cơ. Giết! Ầm ầm! Chỉ thấy chín đại bí thuật hội tụ mà thành hai đạo kiếm mang, tạo thành vòng xoáy, nó giống như muốn bao phủ Khổng Tát đạo quân vào trong vậy. Thủ đoạn như thế cũng dám mang ra đối phó với ta sao? Khổng Tát đạo quân bộc phát sát ý ngập trời, thân thể của hắn sinh ra khói đen cuồn cuộn. Hắn duỗi tay phải cầm loan đao, phốc! Hắn vung loan đao cực lớn, trên lưỡi đao có hắc quang bộc phát, không gian bị chém thành hai nửa, nhưng uy năng không gian không giảm chút nào.
không gian như bị cắt qua, vô cùng chỉnh thể. Loan đao trực tiếp bổ vào vòng xoáy chín đại bí thuật, cả hai gia hội hợp kích cùng với nhau. Đao thật đáng sợ. Kế Linh cảm giác mình khống chế chín đại bí thuật đã bị một đao này chém đứt. Những bí thuật của ta vốn là vô hình. Rút đao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh. Chín đại bí thuật của Kỳ Linh có lôi điện, thần phong, thần hỏa và hư không đều là những thứ vô hình, tùy thời có thể biến hóa hình thái. Chỉ thấy dưới một đao khủng bố kia, chín đại bí thuật lại bị chém thành hai nửa, đã hợp lại thành một, phân thành hai nửa. Uy thế của nó không giảm chút nào. Chỉ thấy hai đạo kiếm quang như du long chém thẳng vào Khổng Tát Đạo Quân. Không tốt rồi. Khổng Tát Đạo Quân biến sắc, toàn thân của hắn khói đen phóng đại, đã vô cùng nồng đậm. Phốc phốc phốc. Chín đại bí thuật biến thành kiếm quang, có thể thiên biến vạn hóa, lập tức hóa thành 18 đầu kiếm quang. Chúng vô cùng hùng mạnh, dùng kiếm đạo trung cực, tích huyết kiếm ý, cưỡng ép đâm thủng khói đen. Kỳ thật, chín đại bí thuật của Kỳ Linh vốn mạnh hơn bí thuật hắc ám của Khổng Tát Đạo Quân rất nhiều, phá vỡ cũng tương đối dễ dàng. Thiên băng. Chỉ thấy 18 đầu kiếm quang xuyên thấu khói đen trong nháy mắt đã biến đổi. Chúng như nước chảy nện mạnh lên thân thể của Khổng Tát Đạo Quân. Từ sau khi hắn hiểu ra kiếm đạo trung cực, tất cả lưu phái kiếm đạo đều bị Kỳ Linh kết hợp hoàn mỹ với nhau, nhìn như thủ đoạn như hòa nhưng lại là kiếm ý cuồng bạo. Bành bành bành. 18 đạo kiếm quang có âm dương luân chuyển, cũng có thiên băng cuồng mãnh. Khổng Tát Đạo Quân đã hóa thành hắc ám, tùy ý kiếm quang tung hoành. Hắc ám chi thân của hắn rung động nhưng dễ dàng ngăn cản tất cả. Đúng là bí thuật lợi hại, kiếm ý tung hoành, vô khổng bất nhập. Bóng tối ngưng tụ thành gương mặt Khổng Tát Đạo Quân, hắn cười lạnh nói: là vô khổng bất nhập. Kỳ Linh ở xa xa lại nói: bí thuật vô hình, mềm mại như dòng nước, đương nhiên vô khổng bất nhập rồi. Chính bởi vì vô hình, thi triển những kiếm chiêu này uy lực không lớn. Một cây roi, nước hoặc quất hoặc đâm, luận uy lực nhất định không bằng dùng một thanh thần binh đâm tới. Hơn nữa, có quất cũng không sắc bén bằng thần binh. Kiếm đạo trung cực, chi âm dương. Ánh mắt Kỳ Linh phát lạnh, ầm ầm. Lúc này, năng lượng chiến đại bí thuật bộc phát và bao phủ phạm vi ức vạn dặm xung quanh. Âm dương luân chuyển không ngừng xoắn giết trong phạm vi này. Mặc dù hóa thân hắc ám, Khổng Tát Đạo Quân vẫn cảm giác được âm dương kiếm ý lĩnh vực đáng sợ, nó điên cuồng chế buộc hắn ở mọi chỗ. Đáng chết mà. Khổng Tát Đạo Quân cảm giác thân mình hãm vào vũng bùn. Bí thuật của Kỳ Linh quá mạnh mẽ, nó tồn tại ở khắp nơi, căn bản muốn ngăn cản cũng không thể ngăn cản. Ít nhất bí thuật của Khổng Tát Đạo Quân không thể ngăn cản hoàn toàn. Ta còn vọng tưởng mượn nhờ chín đại bí thuật này, không giết hắn cũng phải làm hắn trọng thương tại đây. Không hổ là Khổng Tát Đạo Quân, có thân thể gần như bất tử chi thân, căn bản không thể tổn thương được hắn. Kỳ Linh thở dài trong lòng, hắn hiểu đã sử dụng thủ đoạn mạnh nhất nhưng không thể làm gì đối phương. Cảnh giới của mình thực sự quá thấp, kiếm đạo trung cực của mình đúng là lợi hại, bản thân mình mới là đạo quân nhất bộ mà thôi. Như Vạn Thần Đạo Quân, một đời trận pháp đại tông sư, cảnh giới cao hơn Kỳ Linh rất nhiều. Hắn sử dụng chín đại bí thuật kết hợp với trận pháp của hắn, cho nên uy lực sẽ đáng sợ hơn rất nhiều. Trong nội tâm của Kỳ Linh âm thầm thở dài. Hắn lại không biết Khổng Tát Đạo Quân đang khiếp sợ và tức giận cỡ nào. Hắn đường đường là một đạo quân nghịch thiên, tung hoành vô tận cương vực, hôm nay lại bị một đạo quân nhị bộ bức thành như thế này. Trong bóng tối lạnh lẽo phát ra một tiếng gào thảm thiết. A! Hắc ám nhanh chóng ngưng tụ, ẩn ẩn hiện ra một thân ảnh màu đen, khí tế tăng vọt. Hắn cầm một thanh loan đao cực lớn ở trong tay. Tiểu tử, bức ta thi triển tuyệt chiêu, người cũng đủ tự đắc rồi, chết đi. Thân ảnh màu đen mơ hồ bay tới gần Kỳ Linh, đồng thời loan đao trong tay chém thẳng vào Kỳ Linh ở trước mặt. Một bổ làm thời không cứng lại, một bổ sát ý trùng thiên. Một bổ này mang theo sát ý lạnh lẽo, bay thẳng về phía trước, trực tiếp oanh kích thân thể và hồn phách trong người Kỳ Linh. Lúc thừa nhận công kích, Kỳ Linh cảm giác được sát ý đáng sợ đang trùng kích hồn phách của mình. Bên trong thức hải, hồn phách Kỳ Linh vô cùng kiên cố, sát ý mãnh liệt không ngừng trùng kích, nhưng không thể làm gì hồn phách của Kỳ Linh được. Dù sao, hồn phách của hắn có thể sánh ngang đạo quân tứ bộ, tâm lực của hắn cũng nằm ở biên giới tầng thứ 6. Một khi bước vào tầng thứ 6, thì hắn có thể làm người tu hành tâm lực chân chính. Trong đạo quân có 9 thành, 9 đạo quân không phải là người tu hành tâm lực, bởi vì có ưu thế tâm lực cho nên Kỳ Linh có thể kháng cự rất mạnh. Hơn nữa Kỳ Linh đạt được tình báo, Khổng Tát Đạo Quân có thủ đoạn ảnh hưởng hồn phách,
chỉ ảnh hưởng mà thôi, cũng không có gì đáng sợ. Khổng Tắc đạo quân am hiểu nhất chính là chém giết cận thân. Sao? Xa xa, Khổng Tắc đạo quân vừa lo lắng lại chờ mong nhìn Kỳ Linh. Khổng Tắc đạo quân, chút thủ đoạn này muốn làm dung chuyển hồn phách của ta sao? Kỳ Linh cười lạnh nói. Khổng Tắc đạo quân kinh hãi, công kích hồn phách không phải là thứ hắn am hiểu nhất, nhưng nguyên lực không yếu. Hắn cho rằng đối phương là một đạo quân nhị bộ, mặc dù cảnh giới đạo cao nhưng hồn phách cũng yếu, đây là nhược điểm cực lớn. Cần biết đạo quân tứ bộ thừa nhận một kích của hắn cũng phải mơ hồ. Ngươi thật có chút thủ đoạn, tiểu tử, có bản lĩnh thì đừng có chạy, chém giết cận thân với ta đi. Khổng Tắc đạo quân tức giận gào thét, hắn đuổi theo Kỳ Linh. Ta mới là đạo quân nhị bộ, ngươi bảo ta chém giết cận thân với ngươi ư? Ngươi cũng không biết xấu hổ rồi. Nếu ta đột phá tới đạo quân tam bộ, chém giết cận thân với ngươi cũng chẳng tính là cái gì đâu. Kỳ Linh khống chế tàu cao tốc màu đen kéo dài khoảng cách, hắn lại thao túng chín đại bí thuật, hoặc là chế buộc, hoặc là công kích, lần lượt đối phó Khổng Tắc đạo quân. Khổng Tắc đạo quân cũng đã tức giận không nhỏ, hai người bọn họ một trốn một chạy. Trong quá trình này không ngừng giao thủ với nhau, Kiều Linh chiếm ưu thế tốc độ nên vô cùng nhẹ nhõm. Cứ tiếp tục như vậy, ta không thể làm gì được tiểu tử này rồi. Khổng Tắc đạo quân nói thầm. Nếu như ta không nhìn lầm, tiểu tử này đang thi triển chính là chín đại bí thuật do Vạn Thần đạo quân sáng chế ra. Hắn vừa rồi không nhận ra là vì chưa bao giờ giao thủ, hiện tại ác quỷ của hắn đang ở trong pháp giới, cho nên có thể xem qua chín đại bí thuật, chém giết lâu như thế cũng có nhận ra. Thật không biết hắn một đạo quân nhị bộ làm sao luyện chế thành bí thuật đáng sợ như thế đây. Khổng Tắc đạo quân nói thầm. Nghe nói muốn tu luyện thành chín đại bí thuật cần phải có cảm ngộ lôi điện, thần phong, thần hóa, mà trọng yếu phải là luyện đan đại tông sư, thủ pháp luyện đan bình thường sẽ không luyện thành chín đại bí thuật. Chẳng lẽ tên đạo quân nhị bộ này là luyện đan đại tông sư? Khổng Tắc đạo quân cũng âm thầm nói. Nếu là luyện đan đại tông sư, hắn không thể tự mình lục lọi ra được, hoặc là đạt được truyền thừa lợi hại, hoặc là có sư phụ vô cùng lợi hại. Khổng Tắc đạo quân giao thủ đến bây giờ đã có kinh kỵ với Kỳ Linh, đây tuyệt đối không phải thế hệ đạo quân tứ bộ tầm thường bị hắn chém giết. Mặc kệ như thế nào, đầu tiên phải bắt sống hắn. Nếu sau lưng hắn thật sự có nhân vật lợi hại, ta cũng là hạch tâm của đạo minh, không phải ai cũng có thể uy hiếp được ta. Đến lúc đó mới hào hào đàm phán, bức bách tiểu tử này lập lời thề bổn mạng, thả hắn cũng không có gì. Khổng Tắc đạo quân nghĩ thầm. Nếu sau lưng hắn không có đại năng lợi hại nào, tiểu tử này sẽ mặc ta cân nhắc đắn đo sau vậy. Vù. Thần niệm Khổng Tắc đạo quân lập tức thoát khỏi phong cấm đại trận, lập tức hàng lâm trong một tòa động phủ, trong hơn 10 vạn tòa động phủ tại thành Thiên Mộc. Đạo quân Trường Kỳ ẩn cư ở nơi này, trừ Khổng Tắc đạo quân ra còn có mấy lão quái vật rất đáng sợ. Từ gia đại ca. Khổng Tắc đạo quân lập tức truyền âm gọi. Hổ thẹn rồi. Lần này xem ra phải nhờ vào Tư gia đại ca giúp ta một tay bắt tên tiểu tử kia rồi. Trong động phủ, nơi này có một nam tử tóc dài màu vàng, trên thân mặc khải giáp màu vàng tuấn mỹ, đang ngồi trong đình viện nhìn thiên địa. Nhìn hắn như một người tu hành bình thường, thế nhưng trên thực tế lại là sinh mệnh đặc thù cực kỳ đáng sợ, cũng là lão quái vật có tốc độ nhanh nhất ẩn cư tại thành Thiên Mộc này. Cũng bởi vì đạo minh có khí độ hải nạp bách xuyên, như măng nhai quốc sinh mệnh đặc thù nhất tộc, thậm chí cổ tu hành giả cũng có thể thong dong sinh hoạt tại đạo minh. Chỉ có tử địch vĩnh hằng nhất tộc và hắc ám quốc độ là không được đạo minh hoan nghênh. Khổng Tát, đó chỉ là một tiểu gia hỏa đạo quân nhị bộ mà thôi, ngươi còn không bắt được hay sao? Trong mắt Tư gia đạo quân bắn ra một tia sáng màu tím. Là thực sự không bắt được, tiểu tử này thủ đoạn thật nhiều, chỉ có thể nhờ vào Tư gia đại ca hỗ trợ mà thôi. Khổng Tắc đạo quân nói. Nói rõ từng thủ đoạn của hắn cho ta biết xem. Tư gia đạo quân mở miệng, hắn cũng không dễ dàng đáp ứng, phải xem thủ đoạn của đạo quân nhị bộ này như thế nào. Rồi, nghe ta nói tỉ mỉ đây. Khổng Tắc đạo quân mời người hỗ trợ, tự nhiên không thể giấu giếm, hắn nhanh chóng nói rõ. Yên tâm, Tư gia đại ca, ta cũng đoán tiểu tử này yêu nghiệt như thế, sợ rằng có bối cảnh. Để phòng ngoài ý muốn, chúng ta bắt sống hắn ta trước, về sau nhìn xem có ai xuất đầu cho hắn hay không. Nếu có đế quân đại năng xuất đầu thì phải gõ một số, nếu không có xuất đầu thì cứ giết đi. Tư gia đạo quân cũng gật đầu. Tốt, được.
Kỳ thực bọn họ cũng không sợ chuyện này. Khổng Tát là hạch tâm của đạo Minh, Tư gia, đạo quân cũng là cao tầng trong sinh mệnh đặc thù nhất tộc. Cho dù Kỳ Linh có bối cảnh chỗ dựa thì bọn họ cũng có, chỉ không muốn xuất hiện biến cố cho nên mới quyết định bắt sống Kỳ Linh. Được, ta sẽ giúp ngươi, Tư gia đạo quân đáp ứng. Cảm tạ Tư gia đại ca. Khổng Tát đạo quân vô cùng đại hỉ. Vèo, Tư gia đạo quân lập tức hóa thành một đạo kim quang và biến mất trong hư không. Hắn lập tức rời khỏi động phủ. Bên trong phong cấm đại trận, Kỳ Linh và Khổng Tát đạo quân một chạy một đuổi, hai bên không ngừng giao thủ. Hắn không làm gì được ta. Kỳ Linh vừa chém giết vừa suy nghĩ rất nhiều việc. Khổng Tát đạo quân biết rõ điểm này, chắc chắn hắn sẽ không kéo dài. Hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp khác. Mặc kệ hắn dùng biện pháp gì, ta cũng không mặc cho hắn xâm lược ta được. Kỳ Linh lập tức truyền âm, nhanh chóng đưa tin cho Mang Nhai Quốc, nói ta bị Khổng Tát đạo quân đuổi giết. Hắn bố trí phòng cấm cỡ lớn bên ngoài thành Thiên Mộc, thỉnh đạo hữu Mang Nhai Quốc trợ giúp ta. Thời gian trong vòng một ngày. Vâng, thưa chủ nhân. Tôi tới dị tộc vẫn đi theo bên người Kỳ Linh cũng tuân mệnh. Dị tộc này cũng có phân thân tại Mang Nhai Quốc. Hắn lập tức thông bẩm tin tức lên trên. Về sau Mang Nhai Quốc liền mang tin tức này báo cho từng vị đạo quân và đế quân. Kỳ thực Kỳ Linh những năm qua cũng nhận được một tin tức cầu cứu. Cuối cùng khoảng cách quá xa, Kỳ Linh nói hạn chế lần này trong thời gian một ngày. Nếu như trong một ngày cản không nổi thì không có ý nghĩa. Khoảng cách quá xa, phải bôn ba đường dài tới đây, khi đó chuyện này cũng sớm chấm dứt. Mời Mang Nhai Quốc hỗ trợ chỉ là dự bị mà thôi, Kỳ Linh nói thầm. Mang Nhai Quốc có nhiều đạo quân, thế nhưng có thể đối phó với Khổng Tát lại quá ít ỏi. Nơi này là một trong tám đại thánh thành, có lẽ có không ít đạo quân của Mang Nhai Quốc đang ở đây. Cho dù không địch nổi Khổng Tát, nếu muốn dây dưa sẽ không khó khăn gì. Cứ bình tĩnh đã, nếu làm không được lại dùng một quả chúa tể đạo phù vậy, Kỳ Linh thầm nói. Hắn đã sớm có chuẩn bị đầy đủ. Kiếm đạo vốn là công phạt chi đạo, đạo phù của kiếm đạo chúa tể càng công phạt đáng sợ, chân quý tới mức vĩnh hằng đế quân cũng rất khát vọng. Con đường tu hành dài dằng dặc, lần này gặp phải Khổng Tát đạo quân có lẽ là một kiếp trên con đường tu hành mà thôi. Kỳ Linh cũng không muốn dễ dàng sử dụng như thế. Đương nhiên thực sự không được cũng chỉ có thể dùng. Đến lúc đó dùng xong một quả đạo phù, tối đa đạt được bảo bối trên người Khổng Tát đạo quân. Kỳ Linh xem ra trên người Khổng Tát đạo quân có tất cả bảo bối gộp lại cũng không sánh bằng một quả đạo phù chúa tể của mình. Qua một lát sau, Khổng Tát đạo quân cười lớn, tiểu tử, ta xem ngươi có thể trốn tới khi nào đây. Sắc mặt Kỳ Linh biến hóa, Khổng Tát đạo quân chỉ vào nơi xa xa. Lúc này có một thân ảnh tóc vàng xuất hiện trong phong cấm đại trận, và phong cấm đại trận khép lại lần nữa. Thân ảnh tóc vàng chính là nam tử tuấn mỹ mặc khải giáp màu vàng. Hắn dùng ánh mắt tò mò nhìn Kỳ Linh, lúc này lắc đầu nói, tiểu gia hỏa có thể ở đạo quân nhị bộ yêu nghiệt như vậy cũng rất là khó có được. Đáng tiếc. Kính xin Tư gia đại ca ra tay bắt sống hắn cho ta, Khổng Tát đạo quân nói. Tư gia ư? Kỳ Linh biến sắc nói, sinh mệnh đặc thù nhất tộc Tư gia đạo quân sao? Tư gia đạo quân, đây chính là đạo quân tiếng tăm lừng lẫy trong sinh mệnh đặc thù nhất tộc. Hắn nổi danh nhất chính là tốc độ. Hắn là tồn tại có thể đánh vỡ cực hạn gấp trăm lần tốc độ ánh sáng. Chỉ cần bằng vào tốc độ, rất nhiều vĩnh hằng đế quân không làm gì được hắn. Hơn nữa hắn thân là sinh mệnh đặc thù, chém giết cận thân lại vô cùng đáng sợ. Xem ra phải dùng tới chúa tể đạo phù rồi. Ánh mắt Kỳ Linh mang theo hàn quang, tiểu tử, ta xem ngươi thúc thủ chịu trói đi. Tư gia đạo quân lạnh nhạt lên tiếng, hắn vô cùng tự tin ở phương diện tốc độ. Khổng Tát, dừng tay. Bỗng nhiên có tiếng quát từ xa truyền đến, truyền vào trong phong cấm đại trận và canh quần bên trong trận pháp. Phong cấm đại trận có thể ngăn cản bên ngoài dò xét bên trong, nhưng người bên trong có thể nghe được rành mạch và nhìn thấy rõ ràng. Sao? Khổng Tát đạo quân, Tư gia đạo quân đều nhìn ra ngoài. Kỳ Linh cũng nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy bên ngoài phong cấm có hai thân ảnh xuất hiện. Một là nam tử trung niên tóc trắng gầy gò, một nam tử khác lưng vác cự phủ, trên đầu còn có một sừng. Khổng Tát, dừng tay, mau thả Bắc Minh ra. Trung niên tóc trắng gầy gò lên tiếng, phù nhất đạo quân, thiên phủ đạo quân ư? Khổng Tát đạo quân biến sắc, phù nhất cung chủ sao? Kỳ Linh đang ở trong phong cấm cũng vui mừng. Phù nhất cung chủ, hắn là phó cung chủ tâm lực cung,
Người khác là đạo quân tứ bộ có lẽ rất yếu, nhưng đạo quân tứ bộ tâm lực cung đều rất đáng sợ. Phù Nhất đạo quân thân là phó cung chủ tâm lực cung trong Mang Nhai quốc, cũng có uy danh hiển hách trong Vô Tận cương vực, là tồn tại vô số người tu hành phải sợ hãi. Thực sự là vì đạo quân tâm lực lưu quá quỷ dị, chỉ một cái liếc mắt cũng có thể chém giết đối thủ. Về phần Thiên Phủ đạo quân cũng không phải là người của Mang Nhai quốc, lần này chắc hẳn hắn và Phù Nhất đạo quân thuận đường đến đây. Tuy nhiên Thiên Phủ đạo quân lại là một trong các đạo quân nghịch thiên, hắn ngộ ra mấy đạo mạnh nhất và kết hợp hoàn mỹ với nhau, được nhận định là đạo quân bài danh thứ 5 trong Vô Tận cương vực. Bắc Minh Ngư là tiểu gia hỏa này sao? Khổng Tắc đạo quân cười lạnh, thả hắn ra. Phù Nhất đạo quân lại quát, Phù Nhất, người nói thả là thả, thể diện của ta ở đâu đây? Tư gia đạo quân lạnh lùng quát lớn, Phù Nhất đạo quân, Thiên Phủ đạo quân, bên cạnh ta chính là Tư gia đại ca. Khổng Tắc đạo quân nói, bọn họ ở trong phong cấm đại trận, Phù Nhất, Thiên Phủ, hai vị đạo quân không thể nhìn thấy. Thực lực trong Vô Tận cương vực có bài danh, trong chiến đấu cũng không phải xem bài danh. Ví dụ như đạo quân nghịch thiên, hắn vừa vặn bị kẻ bài danh thấp hơn khắc chế, như Lê Tinh cung chủ có lẽ cũng có thể gặp phải Vĩnh Hằng đế quân cổ xưa đáng sợ. Tư gia đạo quân gặp phải tồn tại cổ xưa nghịch thiên, có khả năng ỷ vào tốc độ chạy thoát tính mạng. Xích có dài ngắn, phi đao có sở trường, cho dù được vinh danh là đạo quân bài danh thứ 5, nhưng không ai phục ai. Nếu như Khổng Tát một mình gặp phải Phù Nhất, Thiên Phủ, tuy thủ đoạn bảo vệ tính mạng lợi hại nhưng cũng bỏ ngỡ. Vừa vặn bên cạnh có Tư gia đạo quân mạnh hơn nữa, lực lượng của hắn rất đủ. Phù Nhất, Thiên Phủ, hai người các ngươi còn không có tư cách làm tao thả tiểu tử này đâu. Tư gia đạo quân nói, động thủ. Phù Nhất đạo quân phẫn nộ, phá vỡ phòng cấm. Oanh. Lúc này Thiên Phủ đạo quân đã tức giận, hắn lập tức động thủ. Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, không trung cả thành thiên mộc tối sầm lại. Lúc này hư ảnh màu vàng vô tận bao phủ ước vạn dặm chung quanh thành thiên mộc. Hư ảnh màu vàng này cầm một thanh cự phủ màu vàng bổ vào trong phong cấm đại trận. Luận phá vỡ phong cấm, hiển nhiên Phù Nhất đạo quân không bằng Thiên Phủ đạo quân ở bên cạnh. Như thế nào, xảy ra chuyện gì vậy? Khí tức cũng thật đáng sợ. Không ít người trong thành thiên mộc đã bị dẫn động. Bành. Phong cấm đại trận lắc lư, nó rung động nhưng vẫn có thể kháng cự được. Thiên Phủ đạo quân, nếu giao thủ với ngươi, ta chỉ có thể chật vật bỏ trốn. Nhưng nếu ta mượn nhờ phong cấm đại trận, lại bị ngươi phá dễ dàng như vậy mới là chê cười. Khổng Tắc đạo quân cười nói, đáng chết mà. Thiên Phủ đạo quân rất tức giận, bọn chúng không thể giúp ngươi đâu. Khổng Tắc đạo quân quay đầu nhìn về phía Kỳ Linh trên tàu cao tốc, đã không thúc thủ chịu trói, ta sẽ bắt sống ngươi trước vậy. Đến lúc đó nhìn xem Phù Nhất và Thiên Phủ có thể làm gì đây. Lần trước Phù Nhất làm ta mất thể diện tại Ngu Tinh Hải, lần này ta làm sao để hắn được như ý đây. Tư gia đạo quân cười lạnh, hắn hóa thành một đạo kim quang, tốc độ lập tức đột phá gấp trăm lần cực hạn thiên đạo. Kỳ Linh ở trên tàu cao tốc nội tâm thở dài, xem ra vẫn phải dùng đạo phù của chúa tể rồi. Trong mắt Kỳ Linh bắn ra sát ý. Bên ngoài phong cấm đại trận, Phù Nhất, Thiên Phủ đều lo lắng nhưng không có biện pháp gì cả. Bên trong đại trận, Khổng Tắc đạo quân cười lạnh nhìn ra phương xa, hắn xem ra đại cục đã định. Tư gia đạo quân hóa thành kim quang chói mắt bay thẳng về phía Kỳ Linh. Đạo kim quang này không chỉ chói mắt mà còn có tốc độ cực nhanh. Thế nhưng Kỳ Linh lại nhìn thấy rõ ràng, loại cảm giác vặn vẹo thời gian này làm cho Kỳ Linh cảm thấy rất khó chịu. Kỳ Linh bình tĩnh đứng trên tàu cao tốc, trong tay phải xuất hiện một lá cây màu xanh. Pang. Âm thanh như bóp nát lá cây khô, uy năng cực kỳ đáng sợ ẩn chứa trong đạo phù, như lá khô bị dẫn dắt ra ngoài. Vị chúa tể đã chết đi kia trước khi chết còn phí công sức luyện chế đạo phù, uy năng ẩn chứa trong đó đáng sợ không thể tưởng tượng. Uy năng thật đáng sợ, đây chính là uy năng của chúa tể. Trong tích tắc bóp nát đạo phù, Kỳ Linh cũng cảm giác uy năng không thể tưởng tượng nổi đang dẫn dắt chính mình. Mình chỉ là lời dẫn, chính mình dẫn đạo phương hướng nào, nó sẽ nhằm phương hướng đấy, mình có thể làm nó chủ động tản đi. Đi thôi, giết bọn chúng. Ánh mắt Kỳ Linh nhìn chầm chầm vào Tư gia đạo quân hóa thành kim quang bay tới và Khổng Tắc đạo quân. Oanh. Uy năng mênh mông bộc phát, giống như tia nắng bình minh xé tan hắc ám vậy. Ánh sáng bao phủ đại địa, mang theo lực lượng không gì sánh nổi. Ánh mặt trời chiếu sáng nội tâm Tư gia đạo quân và Khổng Tắc đạo quân.
Không! Trong mắt Tư Gia Đạo Quân, Khổng Tất Đạo Quân mang theo hoảng sợ. Trong tích tắc, uy năng không thể tưởng tượng nổi bao phủ bọn họ. Trong nội tâm của bọn họ chỉ còn lại nỗi sợ vô tận. Cho dù đối mặt với tử vong chân chính, tâm tình của bọn họ sẽ không sợ hãi thành như thế vậy. Đây chính là uy năng của Chúa Tể, bọn họ không thể không sợ hãi, bởi vì đây là phản ứng bản năng. Bên ngoài trận pháp, sắc mặt hai người Phu Nhất Đạo Quân, Thiên Phủ Đạo Quân lúc này đã thay đổi. Tuy bọn họ không nhìn thấy cảnh tượng trong phong cấm đại trận, thế nhưng nội tâm lại sợ hãi không nhỏ, dứt khoát rút lui. Mau, mau lui lại, lui lại. Hai người bọn họ không có suy nghĩ gì khác, chỉ muốn tránh càng xa càng tốt. Bọn họ cảm giác trong phong cấm đại trận có cái gì đó đáng sợ hàng lâm. Cho dù lực lượng này không có nhắm vào bọn họ, thế nhưng bọn họ không cách nào ức chế sợ hãi ở trong nội tâm được. Vù vù. Bên trong thành Thiên Mộc, nơi này cách phong cấm đại trận đang diễn ra cuộc đại chiến kia quá xa xôi. Kỳ Linh bóp nát Chúa Tể Đạo Phủ, uy năng bộc phát trong tích tắc nên bọn họ không cảm ứng được. Thế nhưng trong thành Thiên Mộc có hai tồn tại mạnh nhất lại cảm ứng được. Sao? Một tòa động phủ chân đỉnh cao nhất có hai đại năng ngồi đối diện với nhau. Một người trong số bọn họ chính là thành chủ một trong tám đại thánh thành, cũng là người khai sáng Thiên Mộc Tông, Thiên Mộc Đế Quân. Đó là lão quái vật vĩnh hằng tồn tại quá xa xưa. Người khác là hảo hữu của hắn, cũng là tồn tại thâm bất khả chắc. Có một đạo uy năng bộc phát ư? Thiên Mộc Đế Quân quay đầu nhìn sang phương xa, hắn nhìn phương hướng phong cấm đại trận. Uy năng rất mạnh. Đối diện với hắn là một lão giả có mái tóc rối màu xanh da trời, cũng nghiêm nghị gật đầu. Cảm giác có thể uy hiếp được ta và ngươi, Thiên Mộc, đây là địa bàn của ngươi, thậm chí còn có uy năng đáng sợ như thế xuất hiện. Ta đoán hẳn là một ít kỳ chân trong Ngũ Tinh Hải lưu truyền ra, hoặc là một loại đạo phù do Chúa Tể luyện chế ra rồi. Thiên Mộc Đế Quân cũng gật gật đầu, lập tức cười nói. Đã rất lâu rồi không có cảm giác uy hiếp như thế, chúng ta đi xem một chút nào. Cũng trong lúc đó, giết! Kỳ Linh dẫn dắt uy năng kiếm đạo bộc phát. Oanh! Chỉ thấy chung quanh Kỳ Linh bộc phát hư ảnh cự kiếm đáng sợ. Hư ảnh cự kiếm vừa xuất hiện, thời không đều bị áp chế. Hai người Tư Gia Đạo Quân, Khổng Tất Đạo Quân sợ tới mức toàn thân run rẩy. Bọn họ hoàn toàn không có khả năng chống cự uy năng đáng sợ như thế. Đáng chết, đáng chết, đáng chết mà! Khổng Tất đáng chết, tại sao hắn lại chọc yêu nghiệt như vậy? Nội tâm của Tư Gia Đạo Quân tràn ngập hận ý, tức giận và không cam lòng. Rốt cuộc yêu nghiệt này gặp gỡ cái gì đây? Thậm chí có bảo vật biến thái như vậy ư? Cho dù là bảo vật của Chúa Tể ban cho ta bảo vệ tính mạng, cũng không cách nào ngăn cản được một kiếm khủng bố như vậy. Lòng bàn tay của Tư Gia Đạo Quân xuất hiện một cái chai hơi mờ, trong cái chai còn có hạt cát óng ánh. Tư Gia Đạo Quân đau lòng nhỏ máu. Đây là một kiện kỳ chân cổ xưa, hắn lưu lạc và mạo hiểm vô tận năm tháng mới có được, là vật bảo hộ tính mạng trọng yếu của hắn. Hắn không nghĩ tới, bởi vì đi giúp Khổng Tất Đạo Quân mà tiêu hao kỳ chân như vậy. Pang! Tư Gia Đạo Quân bóp nát cái chai, hạt cát bên trong bắn ra hào quang mềm mại, bao trùm Tư Gia Đạo Quân. Vù! Tư Gia Đạo Quân bị hào quang bao phủ và hư không tiêu thất vô ảnh vô tung, dường như hắn chưa từng tồn tại ở nơi này vậy. Không, không! Khổng Tất ta làm sao có thể chết tại đây được? Không có khả năng. Khổng Tất Đạo Quân xuất ra hai kiện kỳ bảo, bất chấp đau lòng và bóp nát chúng. Lúc bóp nát hai kiện kỳ bảo này, lực lượng bạo phát ra bên ngoài. Lúc lực lượng này hàng lâm đã ảnh hưởng tới thời không bên cạnh, chúng lại đánh thẳng vào hư ảnh cự kiếm. Lực lượng này nhanh chóng biến mất, bởi vì nó không cách nào thay đổi cái gì cả. Lực lượng thứ hai bao phủ lên người Khổng Tất Đạo Quân, hình thành thủy cầu to lớn bao phủ Khổng Tất Đạo Quân lại. Oanh! Hư ảnh cự kiếm chém xuống, thời không đình trệ, uy năng đáng sợ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nó trực tiếp chém vào thủy cầu, thủy cầu bị một kiếm mang theo uy năng bá đạo và đáng sợ đánh nát. Trong thủy cầu chính là Khổng Tất Đạo Quân hóa thành hắc ám. Hư ảnh cự kiếm đáng sợ đánh xuống, hắn như băng tuyết gặp nắng xuân, hóa thành hắc ám, căn bản không có khả năng giúp hắn. Kiếm quang chém giết tất cả, hắc ám bị khu trừ và hóa thành hư vô. Khổng Tất Đạo Quân đã chết. Xoạt! Hư ảnh cự kiếm tiếp tục đánh thẳng về phía trước, chém qua phong cấm đại trận trước mặt. Đại trận bị xé nát và tiếp tục đánh thẳng về phía trước. Nhất phi trùng thiên, nó lao ra khỏi vĩnh hằng giới và tiếp tục đánh sâu vào trong hư không. Tán! Kỳ Linh lập tức xua tan lực lượng này. Hư ảnh cự kiếm đáng sợ này cũng đã biến mất. Uy năng của nó phân tán thành hàng tỷ lực lượng nhỏ hơn.
lực lượng này biến mất cũng làm cho hư không tan vỡ và chấn động rất mạnh. Khổng Tát đạo quân, thân thể Kỳ Linh hơi biến hóa, hắn giống như thuấn di và xuyên thẳng qua hư không đi tới chỗ của Khổng Tát đạo quân tử vong. Hắn nhìn một ít bảo vật đang bay tán loạn liền lắc đầu, không nghĩ tới một kiếm này đánh nát cả pháp bảo chư vật của Khổng Tát đạo quân, bảo vật bên trong chỉ còn lại một ít mà thôi. Kỳ Linh vung tay lên, hắn thu các pháp bảo còn sót lại của Khổng Tát đạo quân vào bên trong tay. Pháp bảo chư vật của Khổng Tát đạo quân còn một ít, các đồ vật yếu ớt bị đánh tan, rất nhiều bảo vật bên trong bị nổ nát, chỉ còn lại chư vật động thiên cấp vĩnh hằng là bị đánh rách nhưng còn có thể chống đỡ được. Thu pháp bảo còn sót lại của Khổng Tát đạo quân vào, Kỳ Linh quay đầu nhìn ra xa, hắn vẫn để cho Tư Gia đạo quân chạy thoát, trốn cũng không coi vào đâu cả. Mình có thể không luân bàn của chúa tể ban cho, đối mặt với một kích này, nó không chừng mình cũng sẽ chạy thoát. Đương nhiên Kỳ Linh cũng không dám nói mình nắm chắc 100%, dù sao hắn cũng không ngu để đi thử. Bác Minh, hai đạo thân ảnh từ xa bay tới, Kỳ Linh nhìn sang, hắn nhìn thấy Phu Nhất đạo quân, Thiên Phủ đạo quân hoảng hốt tránh ra xa cũng quay trở lại. Phu Nhất sư huynh, Kỳ Linh cũng bay tới và hành lễ, đa tạ Phu Nhất sư huynh đã tới cứu ta. Đạo quân trong Mang Nhai quốc đều tương xưng huynh đệ với nhau, như Kỳ Linh còn là Thế Giới Cảnh đã gọi Mộc Hoa công chủ chính là Mộc Hoa sư huynh. Ta không tính là cứu ngươi, là chính ngươi cứu chính mình đấy chứ. Phu Nhất đạo quân hiếu kỳ nhìn thẳng vào thiếu niên áo trắng, hắn lần đầu tiên gặp Kỳ Linh, trước kia đã nghe Phong Nhất từng nói qua. Bác Minh, người lúc trước thông qua Mang Nhai quốc thỉnh đạo quân hỗ trợ, chỉ sợ cũng là không muốn sử dụng kiện kỳ chân này à? Đó là bảo vật không tầm thường, Thiên Phủ đạo quân cũng cảm thán nói. Uy năng thực mạnh tới đáng sợ, có thể bảo vệ tính mạng trước một kích như thế, phải có thần thông bảo vệ tính mạng đỉnh cấp à? Kỳ Linh gật đầu, kỳ thực một kích này cũng không phải là vô địch, như Tư Gia đạo quân có thể bỏ chạy, nếu có thể có hộ thể thần thông, như thân thể sánh ngang vĩnh hằng pháp bảo cực phẩm, có lẽ cũng có thể gánh được. Thần thể muốn sánh ngang vĩnh hằng pháp bảo cực phẩm quá khó khăn, chỉ cần pháp môn đã vô cùng chân quý. Kỳ Linh có chúa tể ban cho pháp môn, hiện tại hắn chỉ mới tu luyện tới vĩnh hằng pháp bảo hạ phẩm mà thôi. Là không nỡ, nhưng không có biện pháp nào cả, Kỳ Linh nói. Đi một chút đi, sớm nghe Phong Nhất nói qua về ngươi, quả thật khó lường nha. Đi động phủ của ta uống rượu nào. Phu Nhất đạo quân cười nói, có lẽ Mang Nhai quốc còn có đại năng khác đang chạy tới đây. Kỳ Linh do dự, trước kia hắn thông qua Mang Nhai quốc phát ra tin tức, trong một ngày có thể tới thành Thiên Mộc và địch nổi Khổng Tát, kính xin đến hỗ trợ. Nó không chừng có đại năng nào đó đang chạy tới, đến lúc đó người ta chạy đến nhưng không tìm thấy mình, đó là mình không đúng. Chuyện này đơn giản thôi, Phu Nhất đạo quân cười cười nói. Người lại phát ra tin tức cho Mang Nhai quốc, nói trong hai ngày có thể tới được thành Thiên Mộc, có thể đi động phủ của Phu Nhất đạo quân tại thành Thiên Mộc. Ta thật là vụng về, ta hiểu rồi. Kỳ Linh lúc này lại phát tin tức về cho Mang Nhai quốc. Nào, đi nào, Phu Nhất đạo quân thúc giục. Đi thôi, Kỳ Linh cũng gật đầu. Lúc này Kỳ Linh, Phu Nhất đạo quân, Thiên Phủ đạo quân hóa thành hào quang bay về phía thành Thiên Mộc. Tại nơi xa xôi thần bí, tại một bí cảnh có đại thụ cao lớn phạm vi ước vạn dặm, cách đại thụ không xa có hồ nước đầy linh khí. Bên cạnh hồ nước có một nam tử đội mũ cao và mặc hoàng bào màu đen, chính là Khánh Hoàn hoàng tử. Mỗi lần hắn hô hấp đều hấp thu linh khí trong hồ nước và trong cơ thể. Sao? Khánh Hoàn hoàng tử cũng đạt được tin tức truyền tới, hắn tươi cười nói, Bạc Minh gặp phiền toái xem như đã giải quyết xong, thực sự là lợi hại mà, có thể giữ được tính mạng trước Khổng Tát đạo quân, có thể kéo dài đến khi Phu Nhất sư huynh tiến đến. Ta hôm nay đã thành đạo quân nhị bộ, cũng mạo hiểm và có chút gặp gỡ đặc thù, có lẽ có thể giữ được tính mạng trước Khổng Tát đạo quân, thế nhưng không thể do phong chính diện, ta chỉ có thể dựa vào pháp bảo, mượn nhờ thời không có thể chạy trốn được. Khánh Hoàn hoàng tử tự đắc cầm lấy một hạt giống, hạt giống này vô cùng kỳ dị, nó làm thời không xung quanh hỗn loạn. Có thể đi tới nơi này, ăn khổ nhiều như vậy, đạt được pháp bảo như thế cũng đáng à. Hiện tại ta cần làm là nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Khánh Hoàn hoàng tử cũng có chút buồn rầu nói, phiến thiên địa này to lớn như vậy, trừ ta ra lại không có sinh linh thứ hai ư? Trong hư không hắc ám, trong hư không có dị thú khổng lồ gào thét, bên kia chính là Hỏa Tấn thủy quân.
Hỏa tấn thủy quân chém giết cận thân, động tác tàn nhẫn, hai tay hóa thành thủy lưu, mang theo uy thế cuồng bạo đáng sợ. Kết! Dị thú đã trọng thương, không còn năng lực chống cự, bị hỏa tấn thủy quân dùng tay phải bóc cổ. Thần phục hay không thần phục đây? Không thần phục sẽ phải chết. Trong mắt hỏa tấn thủy quân bộc phát sát ý. Ta nguyện thần phục. Dị thú do dự, sau đó cúi đầu. Hỏa tấn thủy quân lúc này mới xuất ra cái vòng màu bạc. Trên cái vòng màu bạc này đầy thần văn, hắn vung tay vào cái vòng màu bạc bọc lấy cổ dị thú và biến mất vô ảnh vô tung. Dị thú biến thành vô cùng nhu thuận. Sao? Hỏa tấn thủy quân nhướng mày nói. Xem ra thực lực của Bắc Minh tiến bộ rất lớn, có thể bị Khổng Tát đạo quân đuổi giết vẫn kéo dài thời gian như vậy, kéo dài đến khi Phú Nhất đạo quân đi cứu hắn ta ư? Ta và Bắc Minh vẫn có chênh lệch không nhỏ. Không, không, ta mới là mạnh nhất. Khánh Hoàn, Phong Nhất, Bắc Minh, ta sẽ vượt qua bọn họ. Vù. Hỏa tấn thủy quân vung tay lên, hắn thu dị thú, sau đó lập tức biến mất khỏi nơi này. Trong thế giới phàm tục, đây là thành thị của phàm nhân. Nội thành có một ít binh sĩ đang dò xét, cũng có được một ít người buôn bán, các bình dân, còn có nhiều đám ăn mày. Lúc này một thanh niên đầu trọc đang bước đi, hắn đi lại trong tòa thành này. Tiểu gia hỏa. Bỗng nhiên thanh niên đầu trọc này đứng trước mặt một tiểu hài tử ăn mày, hắn nói. Ta có thể cảm giác được trong nội tâm của ngươi có vô tận phẫn nộ, hận ý cùng với không cam lòng. Ta cho ngươi một cơ hội, nắm chặt cơ hội lần này, ngươi sẽ có cơ hội trở thành chủ nhân của vương quốc, trở thành tồn tại mạnh nhất nơi đây. Đương nhiên cũng có thể rơi xuống vực sâu vạn trượng. Ngươi có thể nguyện ý tiếp nhận hay không đây? Hai đồng ăn mày sững sờ, hắn nhìn sang bên cạnh. Bên cạnh có một tên ăn mày khác và người đi qua đường, nhưng không ai nhìn sang nơi đây. Dường như không có ai nghe được những lời đại nghịch bất đạo kia. Ta, chủ nhân của vương quốc ư? Tên hài đồng ăn mày cảm giác thân thể run rẩy. Đúng vậy. Thanh niên đầu chọc áo bào đỏ gật đầu. Ta nguyện ý. Hài đồng ăn mày quỳ xuống dập đầu. Đi thôi. Thanh niên đầu chọc áo bào đỏ vung tay lên, một đạo quang mang rơi vào thân thể hài đồng ăn mày. Ngay sau đó hắn biến mất không thấy đâu nữa. Người đâu rồi? Tên ăn mày hài đồng hướng bốn phía nhìn lại, cũng rốt cuộc nhìn không thấy thanh niên đầu chọc mặc áo bào đỏ lúc nãy đâu nữa. Sao, thân thể của ta? Hài đồng ăn mày cảm giác thân thể của mình tràn ngập lực lượng. Hắn cúi đầu duỗi ngón tay ra liền đâm thủng tấm gạch ở dưới chân. Hắn lập tức mừng như điên, về sau đầu óc ẩn ẩn như có đau đớn. Đại lượng tin tức truyền vào chính là pháp môn tu luyện. Trên bầu trời xa xôi, thanh niên đầu chọc áo bào đỏ chính là Phong Nhất đạo quân. Hắn quan sát tất cả và khẽ gật đầu nói thầm. Ta đã lưu lại hơn 3 vạn hạt giống. Ta muốn xem thế giới hỗn độn diễn biến như thế nào nào. Có một ít người tu hành cần mạo hiểm lưu lạc, lại có một ít người tu hành không nhất định phải mạo hiểm. Như Phong Nhất đạo quân, hắn truy cầu chính là tu hành tâm lực. Như Đại Mạc đạo quân, hắn truy cầu suy diễn chi đạo. Hắn là đạo quân tam bộ nhưng đã có thể đứng top 3 suy diễn chi đạo trong vô tận cương vực. Một khi bước vào đạo quân tứ bộ sẽ biến chất. Chỉ sợ hắn sẽ đứng đầu trong vô tận cương vực. Có lẽ thực lực cận chiến của hắn không phải là nghịch thiên, nhưng hắn lại là tồn tại khó chơi nhất trong vô tận cương vực. Người muốn giết hắn, hắn sớm cảm ứng được và trốn đi. Hắn muốn đối phó với ngươi, ngược lại có thể tính toán ngươi ở trong lòng bàn tay của hắn. Đây là điểm đáng sợ của suy diễn chi đạo. Đại Mạc đạo quân đang đi trên một đạo cực kỳ khó khăn. Nếu không đạo quân tam bộ cũng không nghịch thiên như thế. Bởi vì khó cho nên bước vào đạo quân tứ bộ cũng rất khó. Bác Minh huynh đệ đã vượt qua nguy cơ rồi, thực sự là lợi hại. Phong Nhất đạo quân khẽ gật đầu nói. Phù Nhất đại ca đã đến biên giới hợp đạo, ta tu hành tâm lực còn kém một chút. Kỳ Linh lần này hai lần truyền tin tức vào trong Mang Nhai Quốc, làm cho không ít đạo quân, đế quân Mang Nhai Quốc biết việc của Kỳ Linh. Nhưng Mộc Hoa cung chủ cũng thở ra một hơi, đồng thời bọn họ cũng hiểu Kiếm Cung Bắc Minh đạo quân hiện tại đã có thể bảo vệ tính mạng trong tay Khổng Tát đạo quân. Chỉ sợ không bao lâu nữa hắn sẽ đứng ở đỉnh phong trong vô tận cương vực, trở thành một trong các đạo quân nghịch thiên. Tại thành Thiên Mộc, hư không ngoài thành, hai đạo thân ảnh bước ra khỏi hư không, chính là Thiên Mộc đế quân và lão giả mái tóc màu xanh rối bời. Kiếm ý thật là mạnh. Thiên Mộc đế quân nói khẽ. Tuyệt đối là kiếm ý cấp độ chúa tể rồi. Sao, kiếm ý cấp độ chúa tể ư? Trong ba đại chúa tể vô tận cương vực chúng ta không ai em hiểu kiếm đạo cả. Lão giả có mái tóc màu xanh rối bời nói.
Chẳng lẽ thực sự xuất thân từ Ngô Tinh Hải sao? Rất có thể là một kỳ chân ở bên trong Ngô Tinh Hải. Thiên Mộc Đế Quân gật đầu nói, ta sẽ quan sát cẩn thận. Thời gian và hư không chung quanh đảo ngược trở về. Trong quá trình đảo ngược này, có lực lượng đáng sợ bộc phát ngăn cản, pháp thuật kia trực tiếp tiêu tán. Không thể đảo ngược ư? Thiên Mộc Đế Quân thấy thế nhíu mày nói, uy năng của kiếm ý kia quá mạnh, nó đảo loạn thời không cho nên ta không thể đảo ngược được. Vậy thì xem xảy ra chuyện gì. Lão giả mái tóc màu xanh rối bời cười nói, chỉ có thể xem xét chuyện này khi uy năng bộc phát mà thôi. Thiên Mộc Đế Quân gật đầu, uy năng của kiếm đạo chú tể quá mạnh, pháp thuật đảo ngược thời không có hữu hiệu với uy năng như thế. Hắn không thể xem xét thời điểm uy năng bộc phát, trừ phi là tồn tại nghịch thiên trong phương diện thời không, ví dụ như chúa tể mang nhai quốc mới có thể làm được. Cảnh tượng chung quanh biến hóa, phong cấm đại trận rách nát, thiếu niên áo trắng đang phất tay thu bảo vật còn sót lại của Khổng Tát đạo quân. Đó là pháp bảo của Khổng Tát, là bảo vật Khổng Tát lưu lại sao? Thiên Mộc Đế Quân nói khẽ, chỉ sợ Khổng Tát đã chết dưới một kích kia rồi. Về sau, thiếu niên áo trắng và phu nhất đạo quân, thiên phủ đạo quân gặp mặt nói chuyện. Xem ra, chúa tể đạo phù xuất ra từ trong tay tên tiểu tử này. Thiên Mộc Đế Quân chỉ vào thân ảnh Kỳ Linh nói, nghe bọn họ nói chuyện, tiểu tử này hẳn là người của Mang Nhai Quốc rồi. Lão giả mái tóc màu xanh rối bời gật đầu. Thiên Mộc Đế Quân lắc đầu cười, vị chúa tể Mang Nhai Quốc thường xuyên bắt một ít thế giới cảnh ở các nơi, ánh mắt của hắn rất độc đáo, thường xuyên có thể chọn ra một ít tiểu gia hỏa nghịch thiên. Tiểu gia hỏa gọi là Bắc Minh cũng là người của đạo minh chúng ta, nhưng vẫn bị hắn cướp đi. Chúa tể Mang Nhai Quốc cũng biết đúng mực, cũng ít khi bắt người, hơn nữa bắt người đều là một ít thế giới cảnh mà thôi. Lão giả mái tóc xanh dưới bời nói, tới. Bỗng nhiên Thiên Mộc Đế Quân ngẩng đầu nhìn về phương xa, phù, không gian vặn vẹo, một đạo thân ảnh xuất hiện, đó là lão giả áo bào xám và cung kính nói, bái kiến tông chủ. Người giám sát vĩnh hằng giới này có biết vừa xảy ra chuyện gì không? Thiên Mộc Đế Quân hỏi. Đây là địa bàn của Thiên Mộc Tông, tự nhiên sẽ bị Thiên Mộc Tông giám sát. Bẩm tông chủ, thiếu niên áo trắng là Bắc Minh đạo quân của Thiên Thương Cung. Lão giả áo xám cung kính nói, hắn ở pháp giới mua 7 loại trong 9 đại bí thuật của Vạn Thần đạo quân, về sau lại mua sắm rất nhiều kỳ bảo trong Phi Vũ lâu, chính là kỳ bảo tu hành 9 đại bí thuật, về sau lại dùng kỳ bảo Vạn Bảo Kim Sát, Thiên Tinh Thánh Huyết Quả đổi lấy một chiếc tàu cao tốc gấp 100 lần cực hạn thiên đạo. Xem ra tiểu gia hỏa này có không ít bảo bối à. Thiên Mộc Đế Quân tươi cười tán dương, thậm chí còn có Thiên Tinh Thánh Huyết Quả ư? Chà. Lão giả mái tóc màu xanh rối bời cũng gật đầu. Lão giả áo xám nói tiếp, bởi vì hắn ở bên ngoài Phi Vũ lâu bị đệ tử Khổng Tát đạo quân đánh lén, hắn lật tay một kích liền đánh chết tên đạo quân tam bộ kia, sau lại lọt vào Khổng Tát đạo quân đuổi giết. Khổng Tát đạo quân đuổi giết thất bại, hắn mời Tư Gia đạo quân hỗ trợ. Lúc này Phu Nhất đạo quân, Thiên Phủ đạo quân cũng chạy tới, nhưng không thể phá phong cấm đại trận. Chuyện sau đó bởi vì có phong cấm đại trận che phủ nên không cách nào dò xét ra được. Bắc Minh đạo quân thi triển sát chiêu, Khổng Tát đạo quân và Tư Gia đạo quân có khả năng đều chết rồi. Khổng Tát chết, có lẽ Tư Gia không chết đâu. Thiên Mộc Đế Quân nói, bọn họ nhìn thấy pháp bảo của Khổng Tát đạo quân còn sót lại. Tiểu gia hỏa này thực lực rất khá, hơn nữa còn có đại gặp gỡ. Thiên Mộc Đế Quân phân phó, ngươi an bài xuống, đưa cho Bắc Minh đạo quân một khối tiên cung lệnh bài, hắn cũng có tư cách tiến vào đạo minh tiên cung. Vâng. Lão giả áo xám cung kính đáp. Lão giả áo xám lĩnh mệnh rời đi. Vậy mà chủ động ban thưởng tiên cung lệnh bài, sao vậy ý tiểu gia hỏa này rồi sao? Lão giả mái tóc xanh dưới bời nói, hắn hiện tại mới là đạo quân nhị bộ, nếu thành đạo quân tứ bộ đối với ta còn có chút dùng, mới chính thức đáng giá để lôi kéo. Thiên Mộc Đế Quân nhìn lão giả mái tóc màu xanh rối bời cảm khái nói, làm diễm lão hiếu à, người mới là giúp đỡ chân chính của ta, ta và ngươi đồng sinh cộng tử nhiều lần, ta khuyên ngươi không thể vào sâu trong Ngô Tinh Hải hơn nữa, hiện tại các khu vực thăm dò ra đã đủ đáng sợ rồi. Những khu vực không biết kia, mặc dù là ta và ngươi đi vào cũng có khả năng tùy thời mất đi tính mạng.
Không, không. Lão giả mái tóc màu xanh rối bời thở dài một tiếng nói: Sinh mệnh đặc thù chúng ta với đạo minh các ngươi, nội tình đạo minh các ngươi vô cùng hùng hậu, năm phương thế lực khác không sánh bằng nội tình của đạo minh, cho nên các ngươi có thể nhàn nhã thảnh thơi. Thế nhưng sinh mệnh đặc thù nhất tộc chúng ta nhất định phải tìm kiếm hy vọng sinh tồn. Chúa tể chính là trụ cột của sinh mệnh đặc thù nhất tộc chúng ta, không thể mạo hiểm. Về phần những đạo quân thực lực còn kém một ít kia, cho nên lần này ta sẽ làm đầu lĩnh, dẫn đầu một chi đội đạo ngũ đạo quân đi thăm dò là biện pháp tốt nhất rồi. Hơn nữa tuổi thọ vô tận làm ta chịu đủ rồi. Nói không chừng vận khí của ta tốt, sau khi đi sâu vào trong ngũ tinh hải, sẽ gia tăng thực lực lên rất nhiều. Đến lúc đó Thiên Mộc ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Nội tâm của Thiên Mộc Đế Quân vô cùng phức tạp. Tuổi thọ của đạo quân so với bọn hắn là quá ngắn. Nhiều đời đạo quân vô cùng chói mắt trong một thời gian ngắn, nhưng cuối cùng vẫn chết đi. Thành đế quân quá ít, hảo hữu thực lực tương tự càng ít. Hắn và Lam Diễm Đế Quân thuộc hai phe thế lực, nhưng lại là chi kỷ của nhau. Lam Diễm, thủ đoạn bảo vệ tính mạng của ngươi rất mạnh. Thiên Mộc Đế Quân nói khẽ: Ngươi không thể quá mức mù quáng, một khi thấy tình thế không ổn lập tức trốn chạy để khỏi chết. Những đạo quân thủ hạ của ngươi chết thì thôi, không cần quản quá nhiều. Dù sao đạo quân mặc dù không chết trong mạo hiểm, 108.000 hỗn độn kỷ nguyên đi qua, các đạo quân này cũng phải chết thôi. Ta tới cáo biệt với lão hữu ngươi, nên cũng đã nói ta cũng phải đi. Chờ ta từ ngu tinh hải trở lại sẽ uống rượu với ngươi. Lam Diễm Đế Quân thấy bộ dạng của Thiên Mộc Đế Quân liền cười nói: Yên tâm đi, ta không dễ chết như vậy đâu. Tiếng cười của hắn đầy hào sảng, Lam Diễm Đế Quân hóa thành hỏa diễm màu xanh đầy trời và biến mất trong hư không. Thiên Mộc Đế Quân im lặng đứng giữa hư không thật lâu. Ta muốn giúp, nhưng đạo minh không phải ta có thể làm chủ được. Thiên Mộc Đế Quân lắc đầu, hắn bay về hướng thành chủ. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 203 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.